Báo đài Nga loan tin đại tướng Valery Zaluzhny, tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine, đã bị trọng thương khi Nga không kích gần thành phố Kherson vài tuần trước, nhưng Kiev đã bác bỏ thông tin này. RIA Novosti dẫn nguồn tin an ninh tiết lộ đại tướng Zaluzhny bị chấn thương đầu và bị trúng vô số mảnh đạn trong vụ Nga bắn tên lửa vào trung tâm chỉ huy Ukraine, không xa làng Posad Pokrovsko hồi đầu tháng 5. Nguồn tin cho biết tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine đã trải qua cuộc giải phẫu hộp sọ ở một bệnh viện quân y tại Kiev. Bác sĩ chẩn đoán vị tướng 49 tuổi sẽ sống sót nhưng không thể tiếp tục đảm nhiệm vai trò hiện tại. Cũng theo RIA, quá trình hồi phục của tướng Zaluzhny cũng phức tạp hơn do ông bị chứng tiểu đường. Lãnh đạo Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Oleksiy Danilov đã lên tiếng bác bỏ thông tin của RIA. Ông thông báo trên Twitter rằng tướng Zaluzhny cùng với những thành viên khác trong Bộ Tổng tư lệnh Ukraine hôm 24 tháng 5 đã gặp và báo cáo tình hình cho Tổng thống Volodymyr Zelensky. Những đồn đoán về tình hình sức khỏe của vị tướng Ukraine bắt đầu rộ lên sau khi ông không tham gia cuộc họp cấp cao của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO vào ngày 10 tháng 5. Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO Joe Bauer cho biết Kiev nói với Brussels rằng vị tư lệnh không thể tham gia trực tiếp hoặc thông qua đường dẫn video vì tình hình chiến sự phức tạp trong cuộc chiến với Moscow. Báo đài Nga nói kể từ sau ngày 10 tháng 5, ông Zaluzhny không lộ diện trước công chúng và cho rằng những hình ảnh được công bố gần đây nhằm chứng tỏ ông vẫn ổn, thật ra đều được ghi hình lại trước khi ông đột ngột biến mất. Trung tâm truyền thông chiến lược của Ukraine hôm 24 tháng 5 tuyên bố thông tin từ phía Nga là dối trá. Trung tâm này cũng chia sẻ một video tướng Zaluzhny đọc diễn văn trực tuyến tại Odessa vào hôm 20 tháng 5. Cuối tuần trước, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malia nói tướng Zaluzhny vẫn khỏe và hai người vừa nói chuyện, bà Malia ngụ ý các tin đồn về tình trạng sức khỏe của Tổng tư lệnh là do phía Nga lan truyền để làm giảm nhuệ khí của quân đội Ukraine. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên.